Dạ, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Diêm đang có mặt tại khu vực cầu Bãi Sao tại huyện Vũng Tàu. Quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2017, trong buổi sáng thứ bảy, rất là đẹp trời. Và nhìn xa xa có cái trò chơi gọi là mô tô nước, quý vị. Thì mô tô nước một loại hình trò chơi trên bãi biển. Hiện nay bãi biển Vũng Tàu thì cơ bản là tắm biển, quý vị, dạo biển là chính. Xong thưởng thức ẩm thực hải sản, các trò chơi trên bãi biển cũng có vài trò lên, cũng có cái trò mô tô nước. Thì giờ này Diêm đi dạo trong khu vực ở bãi biển Bãi Sao vậy, bãi Thủy Vân. Để xem hôm nay có những cái đoàn họ đi chơi lễ hội quý vị, chơi picnic á. Đang chơi nhảy tự do hay gì vậy? Dạ, đoạn này ngay khu vực ở Bãi Sao thì đây ta nhìn thấy các cái du khách. Đây, hôm nay rất là nhộn nhịp quý vị. Vì đâu thích không khí nhộn nhịp thì những ngày cuối tuần rất nhộn nhịp. Còn những cái thư giãn, yên tĩnh thì việc chọn ngày thường tùy thôi. Mọi người có một sở thích. Thường là nó sẽ chụp hình kỷ niệm trong các chuyến đi. Đây, đây là những cái sự kiện rồi. Đây, nghe nhạc rất là sung á. Đứng im, vẫn tiếp tục quẩy để ban tổ chức tôi xác định đội nào. Dạ, chơi mấy cái trò này đúng là có cảm giác ấy. Đây. Tức là không khí đi dã ngoại. Và theo như ban tổ chức chúng tôi yêu cầu, bãi biển. Đến thời điểm hiện tại, đội nào đông nhất đội đó sẽ được giải nhất của chương trình. Và trải qua các trò chơi, xin mời ban tổ chức cộng điểm nhắn tin qua cho anh cái. Chúng tôi sẽ nhận tin nhắn từ ban tổ chức sẽ biết rằng đội nào là đội chiến thắng. Đội ngoài cùng xe số 7, đội kế bên là xe số 3, đội kế bên nữa là xe số 6, bên đây là xe số 5. Dạ, những cái đoàn đi như thế này thì đôi khi đi một hai chục xe rồi, một hai chục xe là xe 45 chỗ, nó đi lần một 500-1000 người là chuyện đó bình thường. Thì biết là tao hết rồi nhưng mà phải tao cho ai nè. Thưa quý vị, hôm nay thì đi dạo ngang khu vực ở Bãi Sao Vũng Tàu để cảm nhận cái không khí cuối tuần. Quý vị thì có vị ta không đến Vũng Tàu những ngày cuối tuần thì ta không cảm nhận hết. Tại vì khi mà tổ chức những cái trò chơi như vậy, đi những cái đoàn đông như vậy thì cảm giác nó rất là khác so với lại như việc đi cái đoàn này như là nghỉ dưỡng thông thường. Ok, bây giờ có bao nhiêu? Chúng ta thôi ra tại chỗ nè. Thôi ra, thôi, không dừng, không dừng, không dừng, không dừng. Chúng ta chia đều ra. Ê, chơi vậy là không vui, chơi vậy là không vui. Đó, mình chia đều ra, mình chia đều ra. Được chưa? 4 đội, 20. Thôi, con phương lại. 24 lô là chúng trời, nguyên nhóm kia đi lấy rồi. Trời ơi, quay vô mấy bà này bày hơn tôi nữa. 24 lô là có 4 đội, mỗi đội 6 lon Heineken. Rồi, mỗi đội 6 lon Heineken, mỗi đội 6 lon Tiger. Ai ôm thùng Tiger đi rồi? Ai ôm thùng Tiger đi rồi? Chị xe số 6, hồi âm. Chơi phải công bằng, mình là anh em một nhà, không có gì bây giờ vậy. Và cho tôi yêu cầu là xe số, đây, bỏ cái thùng Tiger lại, chia cho mỗi đội 6 lon. Đúng không? Tại vì 4 đội, mỗi đội 6 lon là 24 lon.
Heineken cũng 6 lon và nước ngọt cũng 6 lon. Như vậy là đồng đều nhất. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh chị tham gia. Anh lấy 6 lon chưa? Xe số 6. Xe này lấy dư hơn nha. Xe số 6, xe số 7 đứng lại. Không, xe số 7 dư. Dư đúng không? Xe số 7. Bên kia dư rồi kìa. Trả luôn. Bên đây người ta đủ nè. Rồi. Đây rồi. Chào vị, đúng là tắm biển Vũng Tàu. Đó là hấp dẫn. Đây, em sẽ đi tiếp một dọc qua khu vực bên đây. Áo độ của mình á. Quá công bằng luôn, người ta chia đều rồi mà công bằng lắm rồi. Bên ta chứ không thể nào mà không hay hơn nữa để công bằng được hơn nữa. Đội bên đây lấy quá trời nè, không chia để cho đội bên kia. Ba tổ chức đã phát hiện. Cái này không phải là giật mà chia cho các đội, chứ không phải là giật, đủ chưa? Để trả cho đội kia không được, bên kia người ta cũng có chơi mà người ta chưa có đủ. Xe số 7 đâu rồi? Này có ốc rồi, nhiều ốc quá. Đây ốc này sóng biển đánh lên cái là rất là nhiều quý vị, nên là ở bãi biển có rất là nhiều. Nên là thiên nhiên mới rất là kỳ diệu quý vị. Đây vì tôi có dịp đi dạo là khu vực ở bãi sau trong những ngày đẹp trời như thế này, đúng là rất là lý tưởng. Khi có cảm giác là ra bãi biển, tự nhiên người lớn và trẻ con hay là thế nào thì cũng giống như là rất là hồn nhiên đó đi. Đứng biển này người ta rất là hồn nhiên. Bạn này người Việt Nam chứ không phải người nước ngoài.
Dạ rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi dạo bãi sau thành phố biển Vũng Tàu trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.